kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Lê Phương Vlog cuộc sống Malaysia nha. Hôm nay là buổi chiều trời mát mẻ, cả nhà. Phương đi ra vườn để Phương dọn cái dàn dưa gang ha. Thì dưa gang Phương đã thu hoạch hết một mớ rồi. Thì bây giờ Phương sẽ dọn những cái đất đó để có nắng á, Phương sẽ phơi cái đất đó ha, để Phương trồng cái lứa sau. Đó thì hôm nay Phương dọn là Phương quay cho cả nhà xem luôn. Có bạn hỏi Phương là dọn phơi đất như thế nào rồi cái hũ phân đất trà biếp á, nó có phân hủy hết hay không, nó như thế nào đó. Thì hôm nay Phương sẽ quay cho cả nhà xem cái cách dọn đất của Phương như thế nào, rồi cái hũ phân rác trà biếp của Phương á nó như thế nào ha. Bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi ra vườn dọn với Phương nha. Đây là cái dàn dưa gang của Phương mà Phương đã thu hoạch một mớ, còn cái mớ này nó chưa có chín đó cả nhà, thì Phương đợi chín Phương thu hoạch sau ha. Đây là những cái hũ rác trà biếp của Phương thì nó đã phân hủy hết rồi cả nhà, nó còn cái bã xác của rau quả thôi ha. Ở đây thì còn mấy trái dưa nó chưa có chín thì mình chờ chín mình hái ha. Còn cái này là Phương hái rồi mà nó ra thêm trái non nữa nè cả nhà, thì Phương để lớn để cho nó lớn rồi Phương thu hoạch chung với lại cái dưa chín kia một lượt luôn ha, rồi Phương mới dọn hết cái chỗ này. Cả nhà nhìn nè, cái phân của mình nó thành một cái bã rác đó rồi cả nhà ơi, nó không có còn mà là phân mới nữa ha, tại vì vài tuần trước á sắp thu hoạch thì Phương đã ngưng bỏ rồi. Phương có thể dọn á thì Phương sẽ đổ cái bã rác phân này ra ngoài chung với đất á, Phương phơi Phương trộn vô luôn ha. Nhớ là trước khi thu hoạch 2-3 tuần á thì mình ngưng bỏ ha, thì vài tuần sau thì rác của mình nó sẽ phân hủy hết, nó thành một cái xác của rau quả rác như thế này nè, thì mình trộn trong đất luôn ha. Chứ các bạn mà bỏ hoài mà không ngưng á thì khi mà mình thu hoạch rồi thì cái rác á nó sẽ ướt ha, nó sẽ ướt, nó không có được khô khan như thế này. Bây giờ Phương chia sẻ với cả nhà cái kích cỡ của cái chậu này một tí luôn ha, tại vì Phương trồng dưa bằng cái chậu này nè cả nhà. Nó thì cái chậu Phương mua là như thế này nè, một gói thế này thì 4 cái trong đây ha, thì khoảng mười mấy cây Việt Nam mình thôi, làm 4 cái túi ni lông vậy nè. Nó thì có nhiều bạn thấy Phương trồng cái dưa trong cái túi này thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi Phương là kích cỡ là bao lớn, số mấy á, thì Phương cũng nói thiệt với các bạn là Phương không có rành cái kích cỡ lại số đó các bạn. Từ nào giờ Phương trồng á là Phương đi nhìn cái chậu á, Phương thấy mà có thể trồng được cây gì á là Phương mua về Phương trồng thôi, chứ Phương không có biết mà kích cỡ ha. Nó thì Phương trồng á thì Phương cũng để ý, Phương theo dõi xem á, Phương thử á, Phương thử xem cái chậu này trồng cái cây này xem nó phát triển như thế nào. Nếu mà nó phát triển bình thường, nó có trái bình thường các bạn, thì Phương sẽ tiếp tục mua, thì mua những cái chậu như thế này Phương trồng, hoặc có thể lớn hơn cái chậu này ha, để Phương trồng những cái cây đó. Nó thì có bạn hỏi Phương là kích cỡ bao nhiêu, thì Phương nhìn ở trên đây là tóm tắt đó là Phương thấy là họ để là 15 x 18, rồi 16 x 16. Thì 15 x 18 á các bạn, thì cái chiều dài nó dài hơn cái chiều ngang ha. Còn 16 x 16 á thì ngang với dài nó bằng nhau ha. Thì tính ra là hai cái chậu này, hai kích cỡ này thì nó tương đương với nhau thôi, thì Phương mua hai cái kích cỡ này. Tại vì ở trong siêu thị Phương mua là cái kích cỡ này là lớn nhất ở trong siêu thị các bạn, không có còn lớn nữa, cho nên là Phương chọn hai cái kích cỡ này để Phương trồng ha. Thì Phương trồng cây dưa gang, cây dưa lưới á thì nó phát triển tốt bình thường. Dưa lưới Phương trồng á nó được 2,1 kg một trái luôn cả nhà. Còn dưa gang thì Phương trồng đợt này nè là 3 kg một trái luôn nha cả nhà, là Phương trồng cái chậu này nè. Nó thì có bạn hỏi thì Phương chia sẻ, thật sự là Phương thấy cái số người ta ghi sao thì Phương chia sẻ vậy, chứ Phương cũng không rành kích cỡ nữa. Thì có bạn nói Phương là chia sẻ bậy bạ không có đúng, 15 x 18 cm á, hay là 16 x 16 cm, nhỏ xíu mà đâu có trồng được cái cây dưa vậy đâu. Nhưng mà thật ra nó không phải cm nha cả nhà. Hôm nay Phương sẽ chia sẻ rõ ràng với cả nhà luôn để cả nhà tìm mua ha. Đó thì ở đây nó để là 15 x 18 x 0.13 mm nha cả nhà. Phương sẽ để cái hình lên để cả nhà xem cho rõ ha. Nó chứ không phải cm nha cả nhà. Nó là 15 x 18 là x0.13 mm chứ không phải cm nha cả nhà. Đó cho nên là có bạn nói Phương là chia sẻ không đúng á, thì hôm nay Phương chia sẻ là tất cả luôn để cả nhà xem cho rõ ha. Thì ở Việt Nam kích cỡ nó như thế nào thì Phương cũng không rõ được cả nhà. Thì ở đây Phương mua thì các bạn hỏi thì Phương nhìn thì Phương thấy người ta ghi vậy thì Phương nói vậy nè, chứ Phương cũng không biết kích cỡ là như thế nào á. Nhưng mà Phương nhắm chừng á, Phương nhìn cái chậu nào Phương muốn trồng thì Phương mua về Phương trồng thôi. Thì Phương trồng thử, Phương thấy phát triển bình thường thì Phương cứ tiếp tục Phương mua về Phương dùng thôi. Có thì ở Việt Nam tính sao Phương không biết, còn bên đây thì họ ghi nè, họ ghi là mm nha cả nhà, chứ không phải là cm ha. Đó, Phương cũng biết là bao nhiêu lớn nữa. Nhưng mà Phương trồng cái chậu này là Phương trồng cây dưa lưới, cây dưa gang á, thì cây nó phát triển trái vẫn to bình thường ha. Dưa lưới Phương trồng có thể là 2,1 kg một trái,
dưa gang là Phương trồng đợt này là 3 kg một trái luôn nha cả nhà. Đó thì Phương chia sẻ nè cả nhà xem rồi cả nhà mua ha. Rồi Phương đã giải đáp cái thắc mắc cho mọi người về cái chậu của Phương trồng rồi ha. Nó thì các bạn nhìn cái tấm hình đó, Phương sẽ kèm tấm hình này lên video để các bạn xem cho rõ hơn, để các bạn tìm mua ha. Bây giờ Phương sẽ đi rin đát tiếp. Nặng luôn cả nhà. Mặc dù Phương đã để nó khô mấy bữa nay nè mà nó còn nặng. Mệt cả nhà ơi. Bây giờ Phương rinh vô bên trong Phương để rồi, ngày mai có nắng Phương sẽ phơi nắng tiếp cho cả nhà xem ha. Nè cả nhà xem nè, cái này là 16 x 16 nè, còn cái đó là 15 x 18, nó cao hơn cái nhà, nó ốm nó cao hơn, còn cái này thì nó thấp hơn đó, nhưng mà nó bự cũng vẫn như nhau thôi. Phương vô đất là Phương vô nó bằng nhau luôn á cả nhà. Cái này thì Phương trồng, đối với Phương thì vừa cả nhà, nó vừa đủ số lượng đất để mình trồng, nó vừa trái để bự, cho nên là Phương thích cái chậu này Phương trồng. Còn các bạn mà cảm thấy mà nhỏ thì các bạn có thể mua to hơn ha. Phương thì cỡ này vừa rồi cả nhà ơi. Mấy cây này thì Phương hái trái hết rồi, nhưng mà nó còn ra trái mới nè cả nhà, cho nên là Phương để luôn. Nè nó ra trái mới nè. Thì Phương để mấy trái dưa này để Phương ăn non á. Cái dưa gang của Phương nó không có bị đắng cả nhà, Phương ăn non được á. Thì Phương để Phương ăn non. Đó, Phương để cho nó lớn rồi Phương thu hoạch mấy trái này nè, mấy trái này còn sống nè cả nhà. Thì Phương sẽ thu hoạch hết một lượt luôn ha. Mai Phương sẽ đổ ra Phương phơi ha. Phương đổ ra Phương phơi rồi Phương đổ mấy cái hũ rác này bếp ra cho cả nhà xem luôn. Có bạn nói là lâu lắm mới phân hủy, nó không có thành phân được này kia nọ đó, thì ngày mai Phương sẽ đổ ra cho cả nhà xem bên trong ha. Nè cả nhà thấy nè, Phương đã cắt từ 2-3 tuần trước rồi, Phương không có bỏ nữa. Bây giờ nó thành, nó khô hết rồi, nó thành đát thành đầu hết luôn rồi. Cây dưa còn rất là xanh luôn nè cả nhà, rất là tốt luôn nè. Nhưng mà Phương dọn để Phương trồng cái khác rồi. Rồi bắt đầu ngày mai Phương sẽ phơi đất ha. Phương chào cả nhà nha. Thì bây giờ là buổi sáng cả nhà, thì trời nắng cũng lên rồi nè. Thì bây giờ khoảng 8 giờ mấy rồi ha. Hôm qua Phương đã dọn đất xuống rồi, thì hôm nay Phương sẽ phơi đất ha. Hôm nay trời nắng rồi cả nhà, mình tranh thủ mình phơi để không trời mưa là nó ướt phơi không được ha. Bây giờ xin mời cô chú chị và các bạn cùng đi phơi đất với Phương nha. Đây dưa của Phương nó rụng hai trái rồi cả nhà ơi. Nãy Phương thấy nó rụng hết trái rồi, Phương cột có rụng thêm trái nữa, bây giờ còn nhiêu đây. Rồi bây giờ Phương sẽ đổ cái đất ra Phương phơi ở đây ha. Ở đây nó nắng được 5 tiếng đồng hồ thôi cả nhà ơi. Xế chiều là hết nắng. Bây giờ Phương sẽ đổ cái hũ rác nhà bếp của Phương ra cho cả nhà xem nè. Nó thì Phương cắt, Phương không có bỏ phân rác nhà bếp vô trong đây, thì khoảng 3 tuần ở cả nhà, thì bây giờ nó khô thành cái bã phân hết rồi nè. Phương sẽ đổ ra ngoài đất, Phương trộn hết vô trong đất luôn ha. Để nhiều bạn nói là cái hũ rác nhà bếp của Phương á không thể nào mà phân hủy được á, thì Phương đổ ra cho cả nhà xem nè. Thì từ lúc trồng cây á, thì Phương đã bỏ rồi, nhưng mà sau khi mà trái mà khoảng sắp được thu hoạch đó cả nhà, khoảng 3 tuần á thì Phương không có bỏ rau củ quả trong đây nữa ha. Thì Phương để cho cái rác này nó sẽ khô thành cái bã phân như thế này nè. Thì khi mà Phương thu hoạch xong á, Phương đổ cái đất ra thì Phương có thể đổ cái rác này ra bên ngoài để Phương trộn vô trong đất luôn ha, cho đất của mình nó sẽ tốt hơn nữa, nó sẽ tơi xốp hơn. Còn mấy cái này là mấy con trùng con các bạn. Mỗi khi mà Phương đổ cái rác nhà bếp ra thì có rất là nhiều trùng á, trùng nó nhỏ quá trời ở trong rác nhà bếp luôn. Có thể lấy cái con trùng này các bạn nuôi cũng được nữa. Phương thì Phương không có nuôi ha, tại vì trong rác nhà bếp của Phương á có rất là nhiều trùng. Có mấy con trùng này á cho nên là cây của mình nó tốt. Rồi bây giờ Phương sẽ đi cào rác ra nè. Mình cào mỏng mỏng ra mình phơi ha. Thì mình canh nắng một chút, mình ra mình rỡ cái rác một lần. Thì mình phơi một ngày rác nó sẽ khô ráo. Các bạn phơi bao nhiêu ngày cũng được hết.
Phương thì Phương canh trời nắng, Phương phơi Phương rỡ thì khoảng một ngày là Phương đã gom đất vô rồi các bạn ơi, Phương không có phơi nữa. Còn nếu như các bạn mà có thời gian thì các bạn rảnh các bạn phơi một ngày, hai ngày, ba ngày, nói chung là phơi bao nhiêu ngày cũng được hết. Nói chung là Phương phơi khô đất là được chứ Phương không có tiêu chuẩn là bao nhiêu ngày. Đây đang nắng nè cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ cao á. Mình cao cái dưới lên. Tại vì ở trên nó khô thì mình cào dưới lên ha, dưới nó ướt á. Mình cứ canh mình ra mình trở thì liền liền nha cả nhà. Mình trở liền liền như nào đất của mình nó sẽ mau khô ha. Trời mà có nắng là Phương canh Phương trở suốt như nè cả nhà. Tại vì ở Malaysia á, trời nắng trời mưa thất thường cả nhà ơi, chứ nó không có mùa giống như Việt Nam mình mà mùa nắng mùa mưa á. Cho nên là nó mưa nó nắng thường xuyên à, không có biết trước được á. Giờ đang nắng mà chiều nãy mưa cũng chừng nữa cả nhà, hay là nửa đêm mưa. Tại vì đây nó không có mồ à. Ờ cả nhà thấy rác nhà bếp rồi vỏ trứng gà gì từ lưa hết nè, Phương trộn hết ở trong đây luôn. Thì mỗi khi mà Phương thu hoạch xong á thì những cái bã rác này hay là này kia nọ gì á là Phương bỏ hết vô trong đất này là Phương phơi nè. Về đất của mình nó sẽ tơi xốp hơn, nó sẽ tốt hơn nữa nha cả nhà. Không có sao hết. Sau khi thu hoạch đó thì đất mình nên phơi như thế này nha các bạn, để mình diệt mầm bệnh cho đất ha. Rồi đất nó khô ráo mình dễ trộn phân hơn nữa. Này các bạn thấy đất của Phương rất là đẹp luôn. Những cái bã phân này nọ kia là Phương trộn hết vô trong đây luôn. Phơi sau một ngày thì bây giờ đất nó đã khô ráo à. Bây giờ Phương sẽ rải cái vôi bột lên ha. Thì cái vôi này á, là cái vôi nông nghiệp nha cả nhà. Vôi này là dành cho xử lý đất trồng trọt ha. Mình cứ rải đều lên là được. Rải đều lên xong rồi mình trộn lại với nhau thì mình đổ vô trong thùng mình đem đi ủ đi cắt ha. Khi nào mình trồng cây thì mình lấy đất ra mình trộn phân như mình trồng. Trộn phân vô liền bây giờ cũng được nữa. Phương thì Phương không có trộn phân bây giờ ha. Khi nào Phương chuẩn bị trồng Phương mới trộn phân vô. Bây giờ Phương sẽ lấy xẻng Phương xúc đất, Phương cào đất lại ha. Hôm nay trời rất là nóng luôn cả nhà. Thì đất Phương đã gom lại xong nè. Bây giờ Phương sẽ cho vô cái túi để Phương lường cho các bạn xem ha. Thì cái chậu của Phương á, cũng có rất là nhiều bạn hỏi về cái chậu này nha. Hỏi là kích thước là bao nhiêu, số bao nhiêu á. Thì Phương đã có chia sẻ qua rất là nhiều. Thì hôm nay Phương sẽ giải đáp tặng tình cho các bạn luôn ha. Để các bạn khỏi thắc mắc nữa. Để các bạn mua cái chậu giống của Phương về các bạn trồng. Tại vì rất là nhiều bạn thích cái chậu của Phương á, muốn mua cái chậu giống của Phương để trồng nè. Thì hôm nay Phương sẽ chia sẻ cái kích thước của chậu rồi nè. Phương đựng đất xong rồi nè. Bây giờ Phương sẽ đổ vô cái thùng này để cho cả nhà dễ nhận xét là cái chậu này nó bao lớn nha. Tại vì cái thùng này thì ở đâu các bạn cũng có để dùng á, cho nên là các bạn biết là cái lượng đất là bao nhiêu á. Còn cái chậu này thì Phương nói thôi chứ cả nhà cũng không biết là đất ở trong đây nó là bao nhiêu á. Thì bây giờ Phương sẽ đổ cái lượng đất ở trong cái chậu mà túi này nè. Phương đổ trong đây để cho các bạn xem ha. Thì cái này là nó ngắn hơn là cả nhà. Nó là 16 x 16 ha. Đó thì bây giờ Phương sẽ đổ vô trong cái thùng này để cho cả nhà xem. Nó sắp đầy cái thùng này luôn nha cả nhà. Nè nó sắp đầy luôn nè. Đó, cái này là 16 x 16 ha. Rồi tiếp đến thì bây giờ Phương sẽ đổ cái túi 15 x 18 nè. Đó. Rồi Phương sẽ quay cho cả nhà xem. Đây nè cả nhà. Nó cái túi ni lông mà Phương đổ ra cái thùng B nè. Thì cả nhà thấy nè, còn có một lóng tay nữa là nó đầy lên cái thùng này rồi. Nó. Cho nên là hỏi sao mà Phương không trồng được cây dưa. Các bạn cứ nói là chậu của Phương nhỏ. 15 15 x 18 16 x 16 làm sao mà trồng được cây dưa. Nó thì hôm nay Phương giải đáp tận tình cho các bạn xem luôn nè. Nó. Cái túi này nè. Cái túi này Phương đổ ra là nó gần, còn một lóng tay nữa là nó đầy lên cái thùng luôn nè các bạn. Đó. À, thì các bạn xem thế này là các bạn sẽ nhận dạng được là
cái lượng đất này là nó nhiều hay ít ha. Đó, nó sắp bằng cái thùng này luôn rồi. Nó thì hai cái túi này nó tương đương với nhau các bạn nè, nó tương đương với nhau, đất nó cũng bằng nhau nè. Thì Phương đã lượng rồi, Phương trồng từ nào giờ các bạn, Phương trồng, Phương dùng cái này là nay là cũng 2 năm hơn rồi. Nó Phương thấy là cái lượng đất nó bằng nhau, kích cỡ thì nó khác tí là một cái cao một cái thấp thôi ha. Rồi bây giờ Phương sẽ hố mấy cái đất này vô các bạn. Rồi Phương xúc vô xong hết rồi, bây giờ Phương sẽ dẫn chuyển đi qua bên kia Phương để ha. Khi nào trồng cây thì Phương lấy ra Phương trồng. Rồi sau một ngày phơi đất đã xong xuôi. Thì chỗ này nó nhỏ cả nhà, Phương phơi một lần chỉ được vài túi vậy thôi. Chứ nhiều là nó kiểu như nhiều mà nó dày quá, nó lâu khô cả nhà. Mình phơi mỏng mỏng vậy thì nó mau khô ha. Cái chỗ này rộng nhưng mà Phương để cái chậu để Phương trồng cây này cả nhà. Cho nên là giờ chỗ này nó nhỏ xíu mà. Mệt, trời ở đây nóng lắm cả nhà ơi. Đó thì sau một ngày phơi đất thì giờ Phương cũng đã dọn đất rồi xong sạch sẽ hết rồi. Thì hôm nay cái video này á là chủ yếu là Phương giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn nha. Thì các bạn hỏi Phương á là cách phơi đất, dọn vườn của Phương á, cách phơi đất rồi xử lý đất rồi như thế nào đó. Thì hôm nay Phương làm clip này để Phương giải đáp cho cả nhà ha. Với lại các bạn hỏi cái chậu, cái chậu của Phương á là cái chậu kích cỡ là bà lớn. Rồi cái hũ đất nhà bếp á, Phương ủ cho cây như thế rồi nó có phân hủy hết hay không, khi mà mình dọn đất, mình dọn cây rồi đó, thì cái hũ đất nhà bếp của Phương á nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay Phương giải đáp hết cho cả nhà ha. Nó thì cái chậu này Phương cũng đã có gắn cái hình của cái kích cỡ của chậu lên á, với lại Phương có viết cái kích cỡ của chậu á. Thì các bạn xem, các bạn mua sử dụng ha. Tại vì cái chậu của Phương á cũng có rất là nhiều bạn hỏi, Phương cũng có chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là Phương chia sẻ cụ thể luôn ha, kích cỡ của chậu như thế nào, rồi Phương đo cái lượng đất cho cả nhà xem luôn. Thì cái thùng bê á thì ở đâu cũng có dùng thùng bê hết, cho nên là Phương lấy cái chậu đất, cái túi đất á, Phương đổ qua cái chậu, cái thùng bê á, để cả nhà dễ nhận dạng nhận xét hơn ha, là các bạn sẽ biết là nó được bao nhiêu đất rồi bao nhiêu lớn nha. Chứ nói cái chậu kích cỡ thì chắc các bạn cũng không có hiểu rõ đâu ha, cũng không biết rõ đâu, tại vì Phương ở trong màn hình các bạn ở ngoài mà, thì Phương nói thì các bạn chắc cũng không có biết là bao nhiêu đất ở trong đó. Thì hôm nay Phương đổ cái Phương lường á, Phương lường cái túi, Phương sẽ đổ vào cái thùng bê cho các bạn xem để các bạn dễ biết rõ hơn ha. Chứ để vì một cái túi đất cái chậu thôi mà rất là nhiều người á cãi giả, rất là nhiều người cãi giả luôn á, nói Phương là nói không đúng á. Cái chậu 16x16cm, 15x18cm nó nhỏ xíu à, chỉ ôm cây thôi, làm sao mà trồng được cái dưa lưới, cái dưa gan như thế này. Thì hôm nay Phương sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn luôn ha, để các bạn khỏi càng thắc mắc là nhỏ lớn này kia nọ. Đó thì cái video của Phương tới đây nó cũng rất là dài, Phương sẽ kết thúc tại đây ha. Hôm nay Phương làm cái video này là Phương giải đáp mọi thắc mắc mà các bạn đã hỏi á. Phương dọn vườn, phơi đất, xử lý đất như thế nào, rồi cái hũ đất nhà bếp của Phương á, nó phân hủy như thế nào, rồi cái chậu mà Phương trồng kích cỡ là bao lớn bao nhiêu á. Thì hôm nay Phương đã giải đáp hết mọi thắc mắc cho các bạn rồi ha. Các bạn mà muốn thắc mắc điều gì á, hay là muốn góp ý Phương điều gì á, thì các bạn cứ bình luận bên dưới ha, Phương sẽ trả lời hết mọi bình luận cho các bạn luôn. Thì video của Phương tới đây Phương xin được kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Phương nha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui. Đó, thì cô chú anh chị và các bạn thấy video của Phương mà có hay có hữu ích á, thì nhớ cho Phương xin một like, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh ủng hộ Phương nha, để Phương ra nhiều clip hơn. Khi mà Phương ra clip thì cô chú anh chị sẽ nhận được thông báo ha. Bây giờ Phương xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.